Bạch thầy, con đang nghi vấn con đang có một nghi vấn trên mạng, nghe thầy có bài thuốc chữa bệnh đau khớp, có đúng không? Xin thầy hoan hỷ chỉ cho con, tại con bị đau. Không biết em đính chánh cái vụ này bao nhiêu ngàn lần. Em không có quảng cáo thuốc gì trên Facebook hết. Nếu nói về đau khớp, em đau dữ lắm, mà em chưa có thuốc. Quảng cáo thầy tự xưng nha, Pháp Hòa đau bệnh tiểu đường 10 năm, uống thuốc hoài không hết, may thay về Việt Nam uống to này hết bệnh. Ai muốn hết bệnh xin liên lạc vị thầy này. Cái em là người hết bệnh tiểu đường. Rồi em đi quảng cáo thuốc đó. Ngày hôm qua bên Minnesota bị một cô hết 500 rồi, gửi tiền xong rồi không thấy thuốc. Có khi nhận đại một gói thuốc, email qua Pháp Hòa hỏi thầy ơi, con mới chuyển cho thầy 1.000, thầy đưa cho con gói thuốc này uống làm sao? Pháp Hòa nói xin đừng uống. Tại vì nếu người đó thật sự có thuốc tốt, họ tự quảng cáo, chẳng cần phải mượn danh của ai để làm cái việc kỳ cục như vậy. Cho quý vị đừng có nghe nha, đây là để đính chánh không biết bao nhiêu ngàn lần. Con có một đứa con, hiện tại nó không chịu ra ngoài. Con cố gắng tìm mọi cách, có đi bác sĩ tâm lý nhưng chưa thấy phát triển, tiến triển. Nó cũng hay nóng giận la hét với con, xin thầy cho con lời khuyên. Trong thế gian chúng ta có 3 loại bệnh. Chúng ta có thân bệnh, chúng ta có tâm lý bệnh, và chúng ta có nghiệp bệnh. Trường hợp của em này có thể là tâm lý bệnh cộng thêm một phần nghiệp bệnh. Và tâm lý thì nó cần được chữa trị bằng tình thương, sự nhẫn nại. Cho nên mình làm cha mẹ không thể nào làm gì khác hơn, mình chỉ biết tiếp nhận con mình, tạm thời mỗi ngày chăm sóc bằng tất cả tình thương và nhẫn nại của mình, để cho cái tâm ý nó có một vấn đề gì trong cuộc sống nhưng nó chưa thổ lộ được với ai. Bây giờ mình làm cha mẹ thì không thể đuổi nó ra được, thì bây giờ trước hết là mình phải chấp nhận nó là như vậy, rồi bằng tất cả tình thương sự nhẫn nại mình chăm sóc. Bên cạnh đó mình là một Phật tử, cho nên quý vị có thể phát tâm sám hối, cầu giải nghiệp cho con, và trong đó có mình. Nhiều khi á, con mình á, nó mang cái nghiệp đó, đó là cái khổ của nó, nhưng mà là cái nguyện của mình. Thay vì mình nói cái nghiệp của mình thì mình nói đây là cái nguyện của mình. Thôi bây giờ con lành mạnh cũng là con, nếu nó lành mạnh nó ở nhà không mình cũng phải nuôi, huống chi bây giờ nó lại mang một cái tâm bệnh như vậy. Mà bây giờ nó chỉ có điều là nó chưa gặp đúng người để nó trút ra những cái niềm đau nỗi khổ khó khăn trong lòng. Trước hết hãy đem tình thương thật sự của một người mẹ, sự nhẫn nại đối với con mình, tình thương đó ít ra cũng còn nuôi nó được, không làm cho nó khủng hoảng hơn. Cái đứa nó bị như vậy mà cha mẹ nóng lòng, nhiều khi tức giận đuổi nó, mắng nó, kiếm chuyện với nó mỗi ngày, thì mình chỉ tăng trưởng khổ đau trong lòng đó và không giải quyết được. Rồi bên cạnh đó mình cũng nên sám hối, cầu nguyện, gửi cái năng lượng bình an cho con mình, rồi hàng ngày chăm sóc. Đủ duyên thì nó sẽ có một cơ hội nó thay đổi. Nhiều khi đến một cái tuổi nó lớn, nó có cái suy nghĩ khác. Cuộc đời Đức Phật có 3 sự kiện quan trọng: đản sanh, thành đạo, niết bàn. Trong 3 sự kiện quan trọng trên, Đức Phật đều ở trong hoàn cảnh vườn cây mà không phải nơi cao quý dành cho Ngài. Kính xin Thầy giải thích cho con và đại chúng rõ. Đức Phật có 4 cái
bốn cái điều quan trọng trong cuộc đời Ngài mà đều xảy ra ở ngoài rừng, ngoài vườn chứ không phải ở trong hoàng cung. Thứ nhất, Đức Phật sanh ở đâu? Vườn, phải không? Vườn Lâm Tỳ Ni, dưới gốc cây gì? Dưới gốc cây Vô Ưu. Một việc. Vậy thì Đức Phật sanh ở trong vườn, ở dưới gốc cây. Rồi lớn lên, Ngài đi xuất gia, Ngài thành đạo ở đâu? Ở trong rừng Gaya, dưới gốc cây gì? Cây Bồ Đề. Rồi khi đó Ngài đi đến nơi nào để Ngài chuyển pháp luân cho năm anh em Ngài Kiều Trần Như? Vườn gì? Vườn Lộc Uyển, gọi là vườn Nai. Rồi cuối đời Ngài Niết Bàn ở rừng gì? Rừng Sa La. À, như vậy sự kiện cuộc đời của Đức Phật đản sinh, thành đạo, thuyết pháp, Niết Bàn đều ở trong rừng, trong vườn, gốc cây, mà không phải ở nơi cao quý mà xuất thân của Ngài. Điều này để nói lên Đức Phật là người sống đơn giản và rất yêu chuộng thiên nhiên, bảo vệ môi sinh và môi trường. Cái môi trường này chúng ta phải hiểu rộng. Thí dụ như mình là một người xuất gia, có phải cái môi trường lành mạnh thì làm cho đời sống tu hành mình nó khác hơn không? Bây giờ nếu mình là người xuất gia, mình không ở chùa, nhưng mình lại thích đi giao du ngoài chợ, ngoài búa, ngoài chỗ shopping, thì cũng là một môi trường. Nhưng môi trường đó không thể nào làm cho mình thăng tiến được cái đời sống phạm hạnh của người xuất gia được. Một đứa con nó ở trong nhà mình, mà ngày nào cái môi trường của nó phải hưởng là sự la hét của cha mẹ, sự gây gổ, sự đánh đập, vân vân trong gia đình. Vậy thì môi trường con của mình ở nó không có lành mạnh, nó không có thiên nhiên. Mà nếu như cha mẹ mà sống trong nhà mà có một cái hạnh phúc, thí dụ có tức giận nhau vô trong phòng, rồi hoặc là ra một khúc, một chỗ nào đó mình nói chuyện, không bao giờ để cho con cái mình nó bị ảnh hưởng những cái không khí bất hòa của cha mẹ, thì mình tạo một cái môi trường sống cho con. Một cái cây á, mà nó thiếu cái môi trường sống, nó cũng không thể xanh tươi tốt đẹp, huống chi là con người, phải không? Như vậy Đức Phật á, nó là Đức Phật á, ở trong một cái môi trường lành mạnh thiên nhiên, để muốn nhắc nhở chúng ta. Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta rằng bất cứ chúng ta là ai, nhưng mà không người nào mà không cần một cái môi trường lành mạnh để sống. Không có môi trường nào tốt cho đẹp mà thoáng khí mà nhẹ nhàng bằng một cái môi trường sao cây cỏ xanh tươi, phải không? Cho nên á, quý vị đi đến chùa mà thấy có cảnh có cây nó cũng khác. Đó là bất cứ ai, người giàu, người nghèo, người gì cũng đều cần một cái không khí trong lành để hít thở, để sống cả. Vậy thì người đời, người đạo, người trẻ, người già, người bệnh, người khỏe, tất cả đều cần một môi trường lành mạnh để sống. Ở đây Đức Phật khi mà nói tới chỗ này thì chúng ta nói đến Đức Phật đã đi về một cái môi trường thiên nhiên. Mà từ môi trường thiên nhiên đó, chúng ta phải để chú ý tới cái chỗ môi trường sống. Và Đức Phật là một người cao quý, nhưng suốt cuộc đời Ngài ở những cái chỗ rất bình thường. Như vậy một người sống của chúng ta bình thường là tốt hay bất thường tốt? Bình thường tốt, phải không? Cho nên chữ Như Lai là gì? Như Lai nghĩa là gì? Đến như thế nào, đi như thế đó. Đức Phật đến cuộc đời này như một con người bình thường, cũng có cha có mẹ sinh ra. Rồi Đức Phật cũng lớn lên và cũng già, cũng bệnh, rồi cũng qua đời như bất cứ con người nào. Đây là cái chỗ bình thường của Đức Phật. Nhưng mà ở cái chỗ sanh cho tới cái sống, cho tới cái chết của Ngài á, đều có cái sự tỉnh thức giác ngộ trong đó, y như mình. Nhưng mà mình thì đụng đâu khổ đó, thì Ngài, nhưng mà đối với Đức Phật thì sao? Ngài tỉnh, Ngài giác, cho nên Ngài không để những cái đó nó làm khổ mình. Cho nên thưa đại chúng, khổ vui chẳng qua là qua kẻ mê người tỉnh. Người mê thì khổ tơi bời và buồn trách với cái khổ.
người tỉnh thì không để cái khổ đó nó làm khổ mình. Cho nên tức ví dụ như cũng là cái món ăn, nhưng mà người mê thì ăn phiền não. Thí dụ bây giờ bữa nay mình ăn cái món này nó chỉ thiếu một chút chua thôi thì cũng ăn, mình nói chi nói hoài mà cũng hết gì á, mà rồi làm phiền mọi người mà người ta khó chịu với cái nấu thiếu sót của người ta thì cũng ăn mà ăn trong cái mê. Còn người tỉnh ta ăn ngon lành. Cho nên á, ngài Hoằng Nhất Đại Sư á, có một hôm có một ông tướng đến thăm ngài, thì ngài vẫn mời ông tướng ăn cơm với ngài bình thường nha, chứ không có làm gì đặc biệt hết. Mỗi ngày ngài ăn cơm với lại củ cải muối mặn. Ăn xong cái ông nói: Hòa thượng ăn cơm chi mà ngày nào cũng cái món củ cải này nó mặn quá. Thì hòa thượng mới nói: mặn nó có ngon của mặn, nhờ vậy cho nên ăn xong rồi uống miếng nước lạnh vô thấy nó ngon của nước lạnh, chứ bình thường uống nước lạnh thấy ngán. Thí dụ vậy. Là một câu chuyện rất nhỏ nhưng mà để cho chúng ta thấy cái đơn giản của cuộc sống. Cho Đức Phật ở đây ngài chỉ muốn nói cho chúng ta biết đơn giản của cuộc sống, thiểu dục tri túc, bảo vệ môi trường, sống với thiên nhiên. Và ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhấn mạnh và để cho chúng ta tô đậm lên cái môi trường, cái môi trường của tất cả con người chúng ta rất cần. Nếu mà chúng ta sống mà một cái môi trường không lành mạnh, thí dụ như á, một đứa con nó có rất nhiều đồ chơi ăn uống trong gia đình, nhưng mà cái môi trường sống nó là cái môi trường của sự gây gổ hận thù thì đâu có tốt cho nó, thì là hàng ngày nó chỉ tiếp xúc cái đó thôi. Cho nên mình nuôi một đứa nhỏ nó quan trọng lắm, tạo cho nó một cái môi trường. Pháp Hòa hay nhắc các thầy ở chùa, sau này mình nhận mấy em nhỏ đó, phải làm sao tạo cho mấy em có một không khí gia đình. Đừng để nó cảm thấy nơi này là cái nơi gọi là răng đe, roi vọt. Không, mình không thể biến ngôi chùa thành cái chỗ răng đe roi vọt. Nói không được là quất, là phạt, mà phải đem tình thương cảm hóa nó. Mà để chi? Mai mốt lỡ nó không còn tu á, nó còn vẫn thấy đó là một ngôi nhà nó trở về. Chứ đừng để nó ra đi rồi nó hận thù, thấy đâu thầy chùa đâu ghét đó. Hồi nhỏ đánh nó quá, răng đe nó quá. Đó không phải phương pháp. Mà có thể ngày xưa đó là cái phương pháp đó để chi? Để vì các chú nhỏ cái môi trường ở Việt Nam nó khác. Cái môi trường ở đây nó không có thiếu thốn. Nó là những đứa nhỏ được cưng yêu của cha mẹ, chẳng qua là bây giờ nó thích vô chùa nó ở thôi. Thì mình tùy thuận cái thích nó trong lúc này. Một đứa nhỏ mà vẫn còn yêu thích cái lành mạnh, cho nên mình phải thương yêu nó, mình chăm sóc nó để nó có được môi trường nó thấy rằng chỗ nó chọn là một cái môi trường lành mạnh, được thương yêu, được chăm sóc. Chứ không phải cái chỗ mà hở chút là đánh đập, la rầy nó. Thì một đứa nhỏ như vậy lâu ngày nó trở thành một đứa sợ hãi. Và mình làm sao mà người nhỏ mà đối với người trên á, mà vừa sợ mà có cái thương, chứ không phải sợ một cái kiểu mà hốt hoảng. Hai cái sợ nó khác nhau. Cho nên trong cái bản tụng Lăng Nghiêm á, đại chúng ngưỡng quan quý ái kim bảo, vừa sợ mà vừa thương. Đối với Đức Phật có sự tôn nghiêm mà làm cho mình phải cung kính, nhưng trong sự cung kính đó không có sợ hãi một cách sợ hãi, mà sợ cung kính và trong đó đầy tình thương. Mình nuôi con, mình giữ một đứa con nít, làm sao phải được như vậy đó. Chứ còn không thì nó sẽ biến nó thành một cái đứa nhỏ, nó repeat cái đó, nó lặp lại cái đó đối với tất cả những người thân của nó. Pháp Hòa có một anh Mỹ có vợ Việt Nam, nhưng mà cuối cùng anh hành khổ vợ anh bằng sự lạnh lùng. Nhưng mà khi điều tra ra anh không cố tình như vậy, nhưng mà tại vì từ nhỏ anh đã sống trong một môi trường là gia đình tan vỡ, cha mẹ không có hòa hợp, ly dị. Và một tuần anh ở với ba, ba đi làm suốt, anh cũng im lặng và không được sự chăm sóc. Tuần sau anh về với mẹ, mẹ cũng đi làm và có bạn, cho nên bạn mẹ cũng chỉ sống và chấp đưa con về nhà một tuần vậy thôi, nhưng mà thiếu đi sự chăm sóc. Thành thử ra anh đã được nuôi dưỡng bằng một cái môi trường như vậy. Lớn lên anh cưới vợ, mà người Việt mình thì khác phải không?
người Việt mình là con cái phải ăn cơm chung, rồi cha mẹ, nói chung là một cái gia đình rất là Việt Nam. Anh không hợp với cái môi trường đó, cho nên cái mỗi lần mà tập hợp là anh lên lầu anh nằm. Thì cả gia đình bên vợ cứ nghĩ rằng anh này anh tánh tình kỳ cục, không có hòa hợp với gia đình. Và mỗi lần như vậy thì làm cho người vợ rất khó chịu. Bây giờ giữa chồng với lại gia đình, mà thật sự chị cũng lên tâm sự là con cũng sống trong cái hoàn cảnh này mỗi ngày, nhưng mà con biết nói với ai. Đi làm về không nói một tiếng nào, lên phòng đợi tới cơm xuống ăn rồi cứ cắm cúi ăn. Rồi Mạnh con làm gì con làm, Mạnh mấy đứa nhỏ làm gì làm, không có một cái lời nói, một cái cử chỉ gì cả. Cho đến một ngày Pháp Hòa được ngồi nói chuyện với anh, thì Pháp Hòa mới hiểu được hết cái hoàn cảnh của anh. Quả thật có hiểu mới có thương, hiểu anh rồi thì thương anh hơn. Và từ cái thương đó mình hiểu cái hoàn cảnh của anh, mình bắt đầu từ từ lôi anh ra khỏi cái môi trường đó. Cho nên hồi nãy một đứa nhỏ mà ở trong phòng đó, quý vị cũng tìm cách lâu lâu xin nó ra 10 phút. Con ơi con, mẹ nấu cơm lặt ra không kịp á, con phụ mẹ 10 phút nha con. Con ơi con, phụ mẹ rửa chén đi con. Mình đôi đem nó ra khỏi cái môi trường đó. Con ơi con đi thông dịch giùm mẹ đi. Mẹ đi bác sĩ mà mẹ không biết tiếng Anh nhiều, mặc dù mình có thể mình biết. Hay là mình đi chợ đi đâu, con đi với mẹ đi. Đi với mẹ cho vui. Đứa nhỏ đó nó không có cái gì gọi là nó xấu hết á. Chẳng qua là nó đang cần cái sự nhẫn nại, từ bi và phương cách của mình. Cho nên mình không đem nó ra được trọn ngày đâu. Nó làm chừng chút xíu là nó lẻn nó vô phòng nữa à. Nhưng mỗi ngày mình đều tìm cách đem nó ra khỏi cái căn phòng của nó, để nó có thể gần gũi mình 5 phút cũng được, 10 phút cũng được. Rồi từ từ, tại vì bệnh thì phải chấp nhận thôi, mà có bệnh thân, bệnh tâm và bệnh nghiệp. Thì bây giờ mình là người hiểu biết tâm lý thì mình phải chuyển hóa nó. Bên cạnh mình là Phật tử nữa, mình có phương pháp sám hối nữa. Cho nên lại sám hối, tụng kinh để mà giải cái nghiệp cho mình và cho con. Nghiệp là gì? Nghiệp là cái hoàn cảnh, một cái đời sống mà là chấp nhận như vậy, gọi là nghiệp thôi. Thí dụ như một cái người mà sáng sỉnh chiều say mà cứ thích sống trong cái cảnh đó thì cũng là một dạng nghiệp. Tức là chấp nhận bằng lòng sống hoài trong một cái cảnh khổ đó mà không ra được. Chứ một con dòi, mình nói với con dòi, dòi ơi đi ra đi, nói sao được. Tại vì cái nghiệp đó là nó ở trong đó, và nó cảm thấy chỗ này là cái môi trường tốt nhất của nó. Thì cho nên trong cuộc đời mình gặp có những người sống trong cái cảnh mà mình thấy không ra gì, mình kêu họ ra mà họ không ra, cũng đừng buồn họ. Vì họ có một cái chiêu cảm nào đó của cái nghiệp lực đó mà mình nói không được, tại mình không phải trong môi trường đó. Nhưng mà muốn cảm hóa họ thì phải có tình thương như Ngài Địa Tạng, phải có ý chí kiên cường như cây tích trượng của Ngài Địa Tạng, phải có cái tâm sáng suốt, biết tìm phương cách như viên minh châu trên tay Ngài Địa Tạng, phải có cái tâm giải thoát, không vướng mắc, không chấp ngã như thân tướng của Ngài Địa Tạng, là thân tướng của một người xuất gia. Các vị Bồ Tát khác đều có tóc, đều mang chuỗi, mang ngọc, mang bông, duy có Bồ Tát Địa Tạng là hình tướng của người tu. Hình tướng của một người xuất gia là tượng trưng cho giải thoát. Trên tay Ngài cầm viên minh châu là tượng trưng cho trí tuệ. Cây gậy mà Ngài cầm trên tay là tượng trưng cho tâm kiên trì. Chỉ có tâm kiên trì, chỉ có sự trí tuệ, chỉ có giải thoát mới có thể đưa chúng sanh ra khỏi cái vòng khổ đau. Cho nên việc làm của Ngài Địa Tạng là cực hơn các vị khác. Có phải mình chăm sóc một người ăn nói đàng hoàng khỏe hơn chăm sóc một người mà họ không nói gì hết không? Thế nên mình chăm sóc một người mà không nói gì hết, không biết họ muốn cái gì. Nhưng mà sự nhẫn nại và lòng từ bi của mình thì cũng phải làm được thôi. Xin Thầy cho con hỏi, có người nói đang nghe Pháp mà nói chuyện, làm việc riêng thì kiếp sau thành con lừa. Có đúng hay không ạ? À? Tại con hay nghe, tại con hay vừa làm việc vừa nghe Thầy giảng. Thưa đại chúng,
có thành lừa không thì Pháp Hòa không biết nha. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ thưa theo cái thế này: khi mình ngồi yên lắng mình nghe Pháp thì lời Pháp nó rót vào trong mình một cách trọn vẹn. Khi mình vừa làm việc mình nghe Pháp cũng tốt, nhưng mà cái nghe đó nó chập chờn, nó có khúc được khúc mất, khúc nhớ khúc quên. Kết quả nó khác tùy theo cái nhân mình đối thôi, chứ không có bị mắc cái quả báo gì cả. Mà nếu mà nghe Pháp mà vừa làm vừa nghe Pháp mà thành lừa thì chắc là chỉ được một người ngồi nghe thôi. Tại vì phần lớn đi làm về phải nấu ăn, hiểu không? Vừa làm vừa phải nấu ăn thì làm sao mà có thể ngồi trọn vẹn nghe Pháp. Thì thôi, ai muốn, ai có thời giờ, thí dụ một bài Pháp đó, mình mở mình nghe, vừa làm mình nghe, xong mình thấy cái bài này có nhiều cái điểm mình cần nghe lại, bắt đầu tìm chỗ, tìm giờ, ngồi nghe thấu đáo để mình tiếp nhận trọn vẹn. Còn nãy mình nghe dạo, nghe lướt, nghe dạo trước, giống như mình coi phim vậy đó, coi lướt lướt vậy đó, hay thì coi lại trọn bộ. Thì cái mình tác động như thế nào thì cái quả nó vậy thôi. Mình nghe, mình vừa làm vừa nghe thì làm sao nhớ được trọn như mình ngồi mình nghe. Tụng kinh cũng vậy, vừa làm vừa tụng cũng được, nhưng mà không bằng chúng ta có một thời khóa hẳn thôi, để chúng ta trọn vẹn sự thanh tịnh, và chúng ta trọn vẹn một cái thời khóa huân tu của mình, không hề tội gì cả. Còn ai đó nói mắc tội con lừa gì đó thì cái đó các vị nói chứ qua không biết. Đức Phật dạy một bậc thánh có bốn việc nên làm: điều gì biết nói biết, điều gì không biết nói không biết. Bây giờ mình không biết thì mình nói tôi không biết, nhưng mà theo tôi hiểu là vậy. Bây giờ một người mà làm bài, mà chú tâm làm bài với một người vừa làm bài vừa nghe nhạc, vừa xem phim, vừa nói chuyện, vừa thế này thế kia thì có thể là bị sai. Còn người nào mà ngồi đó mà chú tâm làm bài thì cái bài nó sẽ khác. Chẳng những nó mau mà kết quả nó cao. Còn mình làm lăng xăng thì nó không được mà kết quả nó không tốt. Vậy thôi. Chứ còn mà nếu Phật giáo mà cái gì cũng hâm dọa đọa con này đọa con kia thì tội cho người ta quá. Thưa đại chúng, là nếu quý vị có nghe những cái lời như vậy, quý vị cứ nhận đơn giản thôi như một sự nhắc nhở để cho mình biết trân quý, cũng không đả phá, nhưng mà cũng đừng có nghĩ rằng sao Phật giáo kỳ. Cứ đơn giản nghĩ là có các ghệ muốn nói như vậy để cho chúng ta đem hết cái tâm của mình vào trong cái việc chúng ta làm. Làm sao để nhận biết và kềm chế cơn nóng giận? Ai cũng có nóng giận hết. Bây giờ ví dụ như quý vị nấu cơm nè, nấu canh trên lò đó, nếu mà lửa nó vừa sôi lên, quý vị biết không? Biết, cho nên phải hạ lửa xuống, vớt bọt để nó khỏi trào, quậy nó một cái để cho nó khỏi có phải trào. Tại sao nấu ăn nó vừa sôi thì biết bớt lửa, mà cơn nóng giận trong lòng nó vừa lên không biết tắt? Vậy cứ lo tắt lửa lò mà quên tắt lửa lòng. Sắp sửa đi ra cửa, dán một tờ giấy tổ bố nhớ tắt lửa lò. Vậy mà ra khỏi cửa quẹt xe, lửa lòng nó phực lên. Lửa lò nó có bật, nó chỉ cháy có cái nhà thôi. Còn lửa lòng mà nó lên cháy cả hạnh phúc gia đình. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh đó, thỉnh thoảng phải quán vô thường. Thỉnh thoảng phải quán rằng á, khi bây giờ trước hết nè, khi mình giận, ai là người khổ đầu tiên? Như vậy Đức Phật nói đúng gì nữa? Ai mà giận là người đó là người khổ đầu tiên. Mà bệnh mà do cái cơn giận lâu ngày rồi nó hậm hực, có người thì bệnh tim, có người bệnh này bệnh kia, có khi bị tăng xong đọc tiểu sử lên, má con tu hành bao nhiêu năm đã an nhiên thị tịch sau một cơn giận. Uổng quá. Khi mình giận, mình là người khổ đầu tiên. Và người giận là mất khôn, hai việc. Cho nên có ai mà giận mà nói lời dễ thương không?
Mà có người nào mà tức mà sáng không? Thường thường là tức tối không? Không ai mà nói tôi tức sáng không? Tức là tối, tức là tối tâm. Tối tâm từ ngôn từ, từ hành xử cho nên từ tất cả những cái mà đời sống của chúng ta. Cho nên lấy mấy cái đó làm tiêu chuẩn. Lo tắt lửa lò, phải biết tắt lửa lòng. Mà lửa lò mà lỡ mà không tắt thì cháy cái nhà thôi. Còn lửa lòng mà không tắt là mất cả gia đình, mất cả hạnh phúc. Cho nên ai cũng có sân hết, ông thầy cũng có sân nữa. Nhưng mà cái khác giữa người tu á, là chúng ta biết mình sân. Biết mình sân để làm gì? Để đừng có nói những lời sân. Tại vì tu là phải biết, mà trước hết là biết mình những cái tâm hành đó đang sinh khởi trong ta. Giận, buồn, vui, tức biết. Biết để làm gì? Để khom nó xuống. Để đừng để cho nó thô tháo, thốt cái lời nói không dễ thương. Câu hỏi này: bà xã của tôi 3 năm trước khi qua đời, bà nghe thầy giảng pháp một ngày gần 8 tiếng đồng hồ. Khi bà qua đời ở tuổi 83, bà không bệnh đau một ngày nào, không phiền hà chồng con một giờ nào. Tôi cũng muốn chết như vậy, nhưng tôi không có 8 tiếng để nghe thầy thuyết pháp mỗi ngày vì còn kẹt hai job full time. Xin thầy cho biết tôi phải nghe giảng tối thiểu mấy tiếng mỗi ngày. Và xin thầy cho tôi biết YouTube nào quan trọng nhất cần phải nghe. Cái này là quan ông địa. Đâu phải là bà cụ nghe pháp 8 tiếng rồi bà đi ngọt đâu. Nhưng mà thật sự nó cũng có một phần kết quả là vì nghe pháp nhiều, cho nên lời pháp nó sống với mình. Nó làm bạn với mình mà mình không làm bạn với phiền não khổ đau. Đức Phật dạy trong kinh đó, hãy làm bạn với thiện. Người làm bạn với thiện mỗi ngày thì người đó sẽ giảm đi những phiền não. Ví dụ bây giờ một ngày quý vị mở kinh, quý vị mở sách, quý vị đọc nhiều hơn, quý vị nói chuyện thị phi, thì cái kết quả nó làm sao? Mình giảm được chuyện thị phi mà mình mở mang được hiểu biết. Như vậy thì bà cụ đây cũng không phải là không đúng. Nhưng mà cái quan trọng là bà có hành trì những cái pháp bà nghe. Trước hết là bà làm bạn với thiện. Nhưng mà bà làm bạn với thiện mà bà thật sự thân cận với thiện. Bây giờ Pháp Hòa giải thích hai chữ thân cận nha. Thế nào là thân và thế nào là cận? Nếu mình gần thầy, sát bên thầy, đi đâu cũng có thầy với mình, cái đó mới thân thôi. Mà sau lưng thầy, trời ơi, mình ra quay với tất cả, cái này không cận. Thân mà không cận. Nếu mình ở gần thầy, mình phải hiểu được tâm ý của thầy đối với mọi người. Thầy thương mọi người, thầy trân quý mọi người. Thì mình là một người gần thầy, mình cũng phải học cái hạnh trân quý mọi người của thầy. Cũng giống như một cái người thư ký của một bác sĩ. Ông bác sĩ ông rất giỏi, bệnh nhân nào cũng muốn tới tìm hết, mà khổ nổi ông gặp cô thư ký. Cho nên rốt cuộc bệnh nhân ve đi chỗ khác hết. Là tại vì cái cách hành xử của cô thư ký. Đáng lý ra ông độ cho rất, ông giúp được rất nhiều bệnh nhân, mà rốt cuộc tại cô thư ký mà ông mất tiền, mất bệnh nhân, ông mất đi cái cơ hội chữa bệnh cho người. Thì Đức Phật cũng vậy. Chúng ta là những người đệ tử, chúng ta đừng có chỉ thân mà không cần. Thân cận nghĩa là chúng ta gần gũi và cái tâm nguyện mình theo cái lời, cái cách hướng dẫn của thầy mình. Cho nên mỗi ngày mình niệm Phật, mình nghe pháp là mình thân với thiện, làm bạn với thiện. Nhưng mà cuối cùng hỏi chị có thân với cái đó không? Dạ thân lắm. Nhưng mà giận lên rồi thì thân ai nấy lo. Cho nên mình làm bạn với thiện mà nghe pháp mình tụng kinh. Nhưng mà thật sự bà cụ mà đi thanh thản là nhờ bà đã thấm nhập được lời pháp. Bà sống cái người nào đơn giản nè, người nào muốn đi nhẹ nhàng, đời sống hàng ngày cũng phải nhẹ nhàng. Cái nhân sao cái quả nó vậy?
không có chấp trước, không có buồn, không có la rầy, không có thắc mắc gì. Đời sống đơn giản thì mình có đi thì cũng đi nhẹ nhàng thôi. Cho nên nhiều người lên hỏi thầy ơi sao chết dễ. Pháp Hòa nói muốn chết dễ thì sống dễ. Mình sống dễ thì mình chết dễ. Còn mình không sống dễ thì chết dở. Mình sống dở là chết dở. Cho nên cái nhân thì nó cái quả. Có một cái cô đó Pháp Hòa quen, cổ bán cái gì cũng nhanh hết á, cổ nói giá là người ta mua. Thì mà trong khi đó cũng cái tiệm đó mà người khác đứng bán được. Mặc dù nói giá bằng hoặc là nói giá thấp mà hồi người ta cũng sao sao người ta không mua. Pháp Hòa mới nói cô biết tại sao cô được cái duyên đó không? Tại cô sống với mọi người cô cũng dễ và cô mua đồ cũng dễ. Thí dụ cổ thích món đó, cổ nói cái họ nói cái giá, cổ cũng nói cái giá, được thì mua, không được thôi, không có phiền, không có kèo này. Mà cổ thấy cái giá đó phải chăng mà cổ mua được, cổ mua rất là dễ, cho nên bán cũng dễ. Cho nên mình đơn giản là mình sống dễ chết dễ, còn sống dở chết dở. Mà ta kêu sống dở chết dở là ương ương. Mỗi khi con tụng kinh hoặc nhìn hình Phật con đều muốn khóc, xin thầy giải nghĩa. Thì nó dư nước mắt rồi nó khóc cho cái gì. Trời đất ơi, đọc thơ tình cũng khóc mà. Đọc kinh Phật hay hơn thơ tình nhiều, khóc là chuyện bình thường. Xin thưa đại chúng, cái này làm Pháp Hòa nhớ đến lời dạy của Hòa Thượng Tinh Vân. Hòa Thượng Tinh Vân ngài có dạy như thế này. Đây là bốn phương pháp niệm Phật của ngài. Thì trong Pháp Hòa giải thích hai cách. Ngài nói là mình có thể niệm Phật một cách bi thiết. Niệm Phật bi thiết nghĩa là niệm đến mức độ là khi mình niệm đến danh hiệu của Phật là tâm mình khóc. Lúc đó là mình với Phật là một. Còn khi mình tụng kinh cũng vậy. Mình tụng kinh mà mình khóc á, nghĩa là cái lời kinh đó thấm mình. Còn mình tụng kinh mà mình không có thấm, mà bình thường là cái lời kinh đó mình tụng thôi. Nhưng mà cái chuyện khóc này là lâu lâu. Còn nếu mình thường khóc là cứ khóc đi, khóc hết nước mắt cho nó bình thường lại. Không có gì trở ngại, không có phải khùng điên, không phải ai nhập ai dựa gì mình đâu. Xin thầy cho con một câu vọng cổ. Đúng là nhiều đó là đủ mình rồi ha, đủ hiểu mình với nhau rồi ha. Nghe pháp ngồi ngủ lên ngủ xuống. Nghe câu vọng cổ bắt đầu ngồi dậy vỗ tay. Toàn là yêu cầu hát không. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa muốn nói cho xong cái đoạn thứ hai, tức là ngài Tinh Vân ngài dạy á, mình có thể niệm Phật đến cái chỗ bi thiết. Niệm Phật với tâm hoan hỷ. Và đến khi nào mình niệm Phật mà cái tâm của mình nó tự tại, mà mình ở mọi nơi mọi chỗ, thì cái chữ niệm Phật đây là gì? Là chúng ta niệm sự giác ngộ. Khi mình đọc kinh á, Cái cách tụng kinh của đạo Phật á, nó khác với cái cách bình thường mà chúng ta hiểu lắm. Khi chúng ta không thuộc kinh, chúng ta phải mở quyển kinh ra gọi là đọc kinh. Khi nào mà chúng ta thuộc kinh rồi á, thì chúng ta gọi là tụng kinh. Tại vì mình không thuộc cho mình mở sách, mình đọc theo sách. Nhưng bây giờ lời kinh nó thuộc rồi đó, thì bắt đầu mình thả cái tâm mình vào trong cái lời kinh.
và mình ngân nga cái lời kinh làm cho cái người nghe người ta càng thấm nhập. Tụng kinh như vậy, ba nghiệp mình thanh tịnh: thân nghiệp ngồi tụng kinh, khẩu nghiệp ngồi trì kinh, ý nghiệp duyên theo lời kinh. Còn cái tâm mình á, thí dụ lỡ mà nó có nghĩ lung tung, đừng sợ, đừng lo gì hết. Tuy nó có nghĩ như vậy đó, nhưng mà mình vẫn không để cho nó chiều theo nó như thường ngày. Thân mình vẫn ngồi đây, miệng mình vẫn tụng đây, mặc dù có suy nghĩ lung tung. Cho nên cái chuyện mình đọc kinh mình khóc không sao hết á. Có khi lời kinh nó thấm thiết, nó làm cho mình cảm xúc. Hay là mình niệm danh hiệu Phật như một gọi tên một người cha. Ngài Tinh Vân nói niệm mà khóc mà giống như một đứa nhỏ mà gặp lại người cha người mẹ mà cảm xúc mà khóc. Còn hân hoan thì như một người trẻ nhỏ mà thấy lại cha mẹ mình. Cho nên mình vui mừng, mình hớn hở. Có những lời kinh làm cho mình hân hoan, có những lời kinh làm cho mình tư duy về cái cuộc sống, về cái đời sống của chúng ta. Đó. Thì hôm nay có những câu sau này thì chỉ là những câu hỏi, không có câu hỏi nhiều, chỉ muốn gì đó hát hò. Thì thôi, theo thời lượng thì cũng đã hết giờ, Pháp Hòa xin phép được kết thúc ở đây. Rồi khi nào quý vị nghe hôm nay, từ sáng giờ hai thời rồi, nghe vậy thôi, nhưng mà mình về mình có thời gian, mình có nghe lại thì mình sẽ hiểu khác. Bất cứ một bài pháp nào, một quyển sách nào, đọc một lần mình không hết đâu. Đọc đi đọc lại, mà càng mỗi lần đọc thì mình lại càng phát minh ra những cái hay, những cái ý hay trong đó. Nghe thì nhiều nhưng mà hiểu đâu bao nhiêu. Hoặc là có nhiều khi cũng nghe cũng cười vui vậy, đứng dậy cái không nhớ gì hết trơn. Phật gọi là, Phật nói này là trí tuệ bấp vế. Phật nói trong kinh đó, giống như mình đang ngồi, quý vị ngồi trên ghế vậy đó, rồi cái để vài cục kẹo trên cái bấp vế này nè, cái đứng dậy cái kẹo nó làm sao, nó tuột hết trơn, nó rớt hết trơn. Thì Đức Phật nói cũng có trên trời, trên đời cũng có những dạng người trí tuệ như bấp vế, tức là đứng dậy thì tất cả nó rớt hết, ngồi đây thì nghe vậy đó, chứ đứng dậy không còn nhớ gì hết. Ra tới cửa rồi là quên hết. Có nhiều khi mới vừa tụng kinh xong mà chưa kịp xách áo tràng là đã nổi phiền não đó. Cho nên cái chí nguyện phải kiên cường. Quý vị thấy đơn giản trong cuộc sống vậy đó, nhưng mà nhìn kỹ lại coi khó lắm. Cho nên nhiều lúc Pháp Hòa thấy mấy chú tiểu, Pháp Hòa rất là thương. Tại sao thương? Mình người lớn, mình hiểu tu là gì. Mặc dù nó chưa hiểu tu là gì, nhưng mà nội cái chuyện nó vô chùa, nó ở, nó chịu, nó ăn chay là mình phục nó rồi. Nhiều đó thôi là đủ phục rồi. Trong khi đó tuổi con của mình ở nhà là nó cứ hamburger nè, rồi McDonald's nè, nó đòi đủ thứ hết. Nào là đi chợ mua đồ chơi nè, nào là phải ăn món này món kia. Mà các chú tiểu trong chùa, hiện nay trên chùa qua ba bốn chú đó, không bao giờ nghe đòi hỏi đi chợ mua đồ chơi, mà ngày nào cũng ăn cơm chay như vậy, mà thích ăn rau. Nhiều khi lên bếm cơm không thấy gì ngoài rau thôi, mà ăn ngon lành vậy đó. Bao nhiêu đó thôi mình đủ phục rồi. Còn mình á, rau hả, có tàu hũ kho không? Phải kho mặn mặn ăn mới ngon, chứ thì ăn rau không ăn gì nổi. Đó, nó nổi cái chuyện mình thế nè. Phải nào là đậu hũ kho ha. Rồi khi hỏi ăn canh chua hả, có đậu hũ muối xả không? Ê, mà vừa nghe món canh chua cái đòi món khác, món thứ hai, để đậu hũ muối xả ăn kẹp với canh chua cho nó đúng bộ. Mặt miệng thì vẫn nói ăn đơn giản được rồi, tu đơn giản thôi. Nhưng mà hễ lên mà thấy canh chua, chà, này mà phải có thêm đậu hũ muối xả ngon ha. Rồi khi không có đậu hũ muối xả cái tìm món khác. Tức là mình không bao giờ, mặc dù mình ở chùa mình tu nha, nhưng mà cái tâm mình nó vẫn ít khi nào nó đơn giản như vậy. Nhiều đó thôi là mình biết sự tu hành của mình rồi. Không có tội lỗi, không có tội lỗi gì hết. Nhưng tu là phải thấy mình. Mình tu tập là mình phải thấy mình. Những lúc mình ngồi mình nói vậy, xong mình giật mình nói quả thật,
con người cần phải tu nhiều lắm. Ăn chay rồi đó, rồi muốn lúc nào cũng nói là đơn giản, nhưng mà hãy nghe cái này rồi là phải đòi món khác. Nghe cái này là canh khoai mỡ hả, có dưa mắm không? Rồi khoai mỡ mà ta không có, ta nêm tiêu, trời này phải có ngò ôm với ngò gai vô còn nhất nữa ha. Tôi có tội gì đâu. Nhưng khi mình nói như vậy xong rồi mình giật mình lại, mình thấy quả thật con người mình á, may là tu đó, phải không? Không tu nó còn rắc rối cỡ nào. Không tu nó còn rắc rối cỡ nào. Nội cái chuyện mà buổi sáng mà quý vị thấy không, Pháp Hòa mới nói là nội cái chuyện lo ăn không là cũng đủ khổ rồi. Mặc dù là khóa tu chứ mấy thầy cũng rầu lắm nha. Không biết sáng cho ăn cái gì, trưa ăn cái gì, chiều ăn cái gì. Quý vị thấy không? Tu mà một ngày á, là cực theo một ngày, hai ngày là cực theo ngày. Tại vì thủy chung con người mỗi ngày chỉ ăn, ngủ, đi vệ sinh. Chỗ nào cũng xếp hàng hết á. Xếp hàng lấy đồ ăn rồi chỗ xếp hàng đi xả. Để cho cái chí nguyện mình nó kiên cường. Mình phải đặt một cái tiêu chí. Cho nên tất cả các Phật Bồ Tát đó, tại sao các ngài đều có một cái nguyện khi các ngài tu, là vì các ngài phải nguyện để đặt cái nguyện đó làm cái tiêu hướng cho mình. Cũng giống như Pháp Hòa hứa với Hòa Thượng, tại vì Hòa Thượng biểu qua tháng 6 mà tại Pháp Hòa có công việc đã hẹn trước rồi, cho nên sám hối với ngài là không thể qua lúc này được. Mình tưởng đâu mình nói vậy ngài tha mình luôn. Ngài phone qua ngài hỏi ngày nào cũng được. Nói giờ con hết ngày rồi, chỉ có tháng 7 này con có một ngày Minnesota, rồi con bay qua. Mà ngày hôm qua ở phi trường sợ Hòa Thượng lo, phone cho ngài một tiếng để ngài biết là I am on my way. Tại Hòa rất là thương Hòa Thượng ở đây, rất kính, rất thương Hòa Thượng, cho nên đi trên đường sợ Hòa Thượng sức khỏe là lo, cho nên phone cho Hòa Thượng để xác định là thời gian mình đến. Rồi xong Pháp Hòa nói với Hòa Thượng ơi, mấy anh em tụi con qua rồi, Hòa Thượng có gì Hòa Thượng xỉ xuống tụi con làm, ngài cứ nghỉ ngơi. Nhưng mà mình biết cái tâm của ngài là tâm của Bồ Tát, cho nên ở cái tuổi già sức khỏe không có, vậy mà vẫn dấn thân. Nếu mà ngài không có thương, ngài đâu có làm mấy chuyện này. Bây giờ ngài có chỗ có nơi, ngài đóng cửa, ngài tịnh dưỡng khỏe ru, ai tu làm gì làm. Nhưng mà ngài không phải là cái tâm như vậy. Ngài muốn mọi người phải hướng tâm. Cho một ngày hôm nay quý vị về đây, dù chỉ một ngày, nhưng mà đại chúng hãy tu tập hết lòng để đền cái ơn đó cho Hòa Thượng. Đó là gần nhất là cho Hòa Thượng. Rồi kế đến là quý thầy, quý Phật tử mà đã chịu cực khổ trong ban tổ chức. Đây Hòa Thượng tổ chức cho quý thầy ở đây, như thầy trụ trì từ từ ân cũng cộng sự để mà lo lắng cho tất cả chúng ta. Cho nên quý vị cũng đặt cái chí hướng hôm nay tới đây, cho nên có nhiều người đi từ 3 giờ sáng. Có nhiều người nôn quá cả đêm không ngủ. Lâu lâu được đi chơi á. Được đi xuyên bang chơi á. Cho nên là cả đêm không ngủ, chứ đâu phải được gặp em. Thấy không? Đặt cái chí hướng. Thì Đức Phật dạy á, một cái người mà muốn có được cái chí hướng như vậy, cái kiên cường như vậy, không hề nhàm chán á, thứ nhất là phải thương xót chúng sanh. Quý vị thấy Hòa Thượng thương mình, Hòa Thượng thương mình, hay là tất cả các nơi mà các vị mà chịu khó tổ chức khóa tu là vì thương tất cả chúng ta, muốn đưa tất cả mọi người ít nhất trong một thời gian nào đó quý vị hướng tâm. Cho nên có nhiều chùa tổ chức á, tu mỗi chủ nhật. Có nhiều chùa tuần này niệm Phật, tuần sau trì chú Đại Bi, tuần sau thọ bát quan trai, tuần sau tụng kinh sám hối. Tức là bốn cái chủ nhật đều có chương trình. Để chi vậy? Thay đổi món ăn. Để chi? Hầu đáp ứng những nhu cầu của chúng sanh. Nhưng mà miễn sao các vị hướng tâm. Người nào thích đi trì chú Đại Bi thì đi, người nào thích đi dự khóa tu đi. Có là mình tổ chức những cái chương trình tùy tâm nguyện của chúng sanh, tùy cái sở thích của mọi người. Ít nhất trong tháng đó
quý vị đó có được một cuối tuần tu tập. Vì vậy mà quý vị biết á, chùa tổ chức một ngày 4 thời kinh, sáng sớm, rồi 9-10 giờ, rồi buổi chiều, buổi tối, tùy theo trong ngày. Ai rảnh giờ nào muốn tham gia thời kinh thì đi về chùa tụng thời kinh đó. Rồi bây giờ bắt đầu tổ chức, các chùa tổ chức tụng kinh online, mỗi lần tụng là livestream lên, thì ai đủ duyên giờ nào thì người ta tham dự giờ đó. Ví dụ ở đây đi trước Pháp Hòa tới 2 tiếng là bên kia mà 7 giờ tụng kinh thì bên này đã 9 giờ tối rồi. Nhưng mà có thể một chùa nào ở đây livestream thì Phật tử ngay cái vùng này có thể theo dõi được, hoặc là cách một tiếng, vân vân. Ở bên Việt Nam, Pháp Hòa mỗi lần mà tổ chức khóa tu 9 giờ sáng, mình là ở Việt Nam đã 11 giờ khuya rồi, vậy mà cũng có những Phật tử còn thức để theo dõi. Rồi 2 giờ trưa mình giảng, là ở Việt Nam 3-4 giờ sáng người ta vẫn dậy, người ta nghe Pháp đó. Thành thử mình đó là cái gì? Cái đó là cái tâm lân mẫn mà để làm sao đưa mọi người đi về cái con đường tu tập đó. Cho nên muốn giữ được cái tâm nguyện của mình kiên cường, độ sanh không có nhàm chán, thì trước hết phải có lòng thương chúng sanh. Một mình phải có thương xót chúng sanh mình mới làm được. Cho quý vị thấy không, Đức Phật á, Ngài là một thái tử mà Ngài bỏ tất cả đi tu, thì một trong những cái hạnh mà người ta hay ca ngợi là gì? Vì thương chúng sanh mà Ngài phát cái tâm bỏ tất cả những cái đời sống vật chất của Ngài để đi tìm chân lý. Các vị xuất gia tu hành cũng vậy. Nếu các ngài không có nghĩ đến cái tâm nguyện độ sanh rộng lớn, các ngài đâu có làm. Điều thứ hai là tinh tấn không biết mệt mỏi. Hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, tinh tấn á, nó có một cái loại tinh tấn gọi là mặc cái áo giáp tinh tấn. Tại sao gọi là áo giáp tinh tấn? Tại vì thưa đại chúng, trong cuộc đời này mình làm việc gì ít khi nào mình được trọn vẹn sự ủng hộ 100% đâu. Dù việc đó mình làm rất là thiện, nhưng cũng đâu có nghĩa là ai cũng đồng tình với cái thiện đó của mình. Có nhiều người người ta không đồng tình, có nhiều người người ta gièm pha, người ta chỉ trích, người ta nghi ngờ, đủ thứ hết. Nhưng nếu mình đã làm việc đó rồi, phải mặc cái áo giáp, chấp nhận tất cả những cái kia để đi thẳng trên con đường mình muốn. Cho nên làm gì làm phải có áo giáp. Áo giáp của sự nhẫn nhục, áo giáp của sự tinh tấn. Mà người nào dù tất cả những gian khó mà vẫn làm, thì cái đó gọi là tinh tấn ba la mật. Làm mà không lui sụp. Đó, ví dụ như Ngài Huyền Trang ngày xưa Ngài đi thỉnh kinh đó. Hình ảnh của Ngài Huyền Trang mà đi thỉnh kinh, mà đi bộ từ Trung Quốc mà qua bên tới Ấn Độ, rồi ở đó học 10 năm, rồi đi bộ ngược trở về, mà trên đường về còn chở kinh về nữa đó, thì cái hình ảnh đó là một hình ảnh tinh tấn, không bỏ cuộc nữa chừng. Cho nên quý vị ngày nào cũng nguyện trong cái bài nguyện hương đó. Nhớ không? Mình nguyện sao? Nguyện cho mình được tinh tấn, chí tu học vững bền, xa biển khổ nguồn mê. Chỉ khi nào mình tu học vững bền, cái nguồn mê biển khổ không còn, thì mình mới về được với ánh giác. Cho nên mình muốn tinh tấn, mà tinh tấn nó được ứng dụng trong tất cả các cái sự tu tập. Ví dụ bố thí cũng phải tinh tấn, trì giới cũng phải tinh tấn, nhẫn nhục cũng phải tinh tấn, thiền định cũng phải tinh tấn, trí tuệ cũng phải tinh tấn. Như vậy trong lục ba la mật có một cái tinh tấn ba la mật, nhưng mà năm cái độ kia cũng phải có tinh tấn. Ví dụ như bây giờ bố thí mà không tinh tấn thì bữa có bữa không, vui thì cho, buồn thì nghỉ. Còn người mà bố thí tinh tấn rồi á, ai khen, ai chê, ai nói gì nói, tôi vẫn làm cái việc bố thí của tôi. Bây giờ nếu mà quý vị thấy mình làm mà người khác chê khen, cái tự nhiên mấy người nghèo ta có tội nghiệp. Một người mà làm cho mình khổ mà mình lại bỏ rơi mấy chục người kia, 100 người kia thì uổng đi. Cho nên sự bố thí phải có tinh tấn. Không có tinh tấn thì bố thí không trọn vẹn, không có lâu dài. Rồi bố thí ha, trì giới
trì giới mà không có tinh tấn thì sao? Đó, nội cái chuyện á, nội cái chuyện ăn chay, nội cái chuyện gọi là thực tập những cái giới căn bản, như là nói lời ái ngữ, không đâm thọc, không có siêng năng cũng dễ không có làm tiếp tục những cái công việc mình đang làm. Nội cái chuyện chửi rủa người ta, bữa nay mình thọ giới quy y rồi cho nên thôi nguyện không có chửi rủa ai hết. Nhưng mà rồi người ra ngoài người ta chọc mình tức quá, mình không chửi không được. Cho nên thôi bây giờ mình xin Phật cho mình nghỉ tu một chút, để mình thọ thanh toán cái ân quán giang hồ này xong rồi tu tiếp. Giờ này không có tinh tấn thì sự gọi là ái ngữ nó cũng không trọn. Đó, bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Đó, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Đó, người mà làm biếng á, ngồi thiền á, tụng kinh á, bữa nào mà nóng quá nó thôi bữa nay nóng quá nghỉ đi. Bữa nào mà lạnh quá thôi lạnh quá nghỉ đi. Bữa nào mà đói quá nó thôi bữa nay đói bụng quá ngồi nó cồn cào. No quá thôi ngồi buồn ngủ. Cho nên rồi rốt cuộc mình có cái excuse, có cái lý do để mình không siêng năng. Cho nên tất cả những cái sự tu hành của mình đều phải có tinh tấn trong đó. Phật dạy thương xót chúng sanh, tinh tấn không biết mỏi mệt, để duy trì cái tâm kiên cường và độ sanh không mỏi mệt của mình. Cái thứ ba là gì? Biết tất cả đều như mộng. Ở trong kinh Kim Cang á, Đức Phật dạy á, tất cả các pháp. Các pháp là gì? Các hiện tượng trên thế gian này, mọi hiện tượng trên thế gian này, nhất thiết hữu vi pháp. Cái pháp nào mà nó có cái sự sanh khởi tác động, có cái sự phối hợp, ví dụ như cái hoa này là một pháp hữu vi, tại vì do người trồng tưới nó mới lên hoa và cắt vào cắm chân đây. Thì bây giờ mình cắt vô đây, mình cắm ở đây, hay là mình để nó ngoài vườn đúng cái chỗ vị trí nó mọc lên, thủy chung cái hoa này nó héo không? Nó cũng phải héo. Nhưng mà tại vì mình trồng nó thì mục đích mình cắt để mình đem đi chưng, cho nên mình nó vừa ở cái chỗ đó thì mình lại cắt nó lên mình chưng chỗ khác. Rồi mình chưng xong rồi mình sợ nó hư, mình bắt đầu mình tưới nó, rồi mình lấy cái bình nước mình spray nó lên nữa, vân vân. Nhưng mà nó là cái pháp hữu vi, cho nên trước sau gì nó cũng phải héo, dù mình có chăm sóc cao tay là 2 tuần. Rồi cái thân này cũng là một pháp hữu vi, tại vì nó được phối hợp bởi đất nước gió lửa. Rồi do hàng ngày ai mà biết tưới tẩm thì dưỡng nó, uống thuốc bổ nè, sức kem dưỡng da nè, rồi phải gội đầu là shampoo loại nào để tóc không có rụng nè, răng phải đánh kem gì để cho nó trắng nè, đủ thứ từ trong răng, trong mũi, trong tất cả mình đều đi tìm một cái gì tốt nhất để mình bồi vô đó. Nhưng mà thủy chung nó là pháp hữu vi thì nó làm sao? Muôn pháp không thường còn, người sanh ắt có diệt, sanh tử như thủy triều, xác như gỗ mục hư. Vậy cho nên nó tất cả các pháp như mộng. Quý vị có nằm chiêm bao qua không? Giật mình vậy thì tất cả cái đó là sao? Cho nên vậy mà người ta mới nói: em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Mộng thì phải có mơ, có mơ mới có mộng. Nhưng mà cái gì là mộng? Cái đó không thật. Cho nên sư ông Trúc Lâm, thấy không? Sư ông tức là Hòa Thượng Thanh Từ, ngày dạy gá thân mộng. Mình gá vô cái thân này nè, mình gá vô cái thân mộng. Gá là ở tạm thôi, chùm gửi thôi, gá thân mộng. Rồi lấy cái thân mộng này đi vòng trong thế gian này, gọi là dạo cảnh mộng. Quý vị thấy tất cả các cảnh mà mộng không? Đi đủ thứ, tất cả tiểu bang, rồi đi tất cả các nước hết, cuối cùng cũng trở về nhà mình thôi. Rồi cảnh nào cũng giống nhau thôi, gá thân mộng, dạo cảnh mộng, đi vòng cuối đời rồi nằm đó gì. Và hết rồi, gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi, cười vỡ mộng. Cười vỡ mộng, nhưng mà người đời á, thì người ta chỉ buồn thương cho cái mộng tan rồi thì thôi. Nhưng mà người tu thì có quán chiếu, cho nên gì?
ghi lời mộng. Cái chỗ khác của mình với người đời là người ta vỡ mộng rồi thôi. Còn mình á, sau khi vỡ mộng rồi mình phải rút tỉa một bài học. Rút tỉa bài học là cuộc đời này là mộng, cho nên ghi lời mộng. Để làm gì? Để nhắn khách mộng. Nói với tất cả những người khách mộng, mình là một khách mộng, và đây cũng nhiều khách mộng lắm. Nhắn khách mộng, biết được mộng, để làm gì? Tỉnh cơn mộng. Hòa Thượng viết bài thơ có chữ mộng thôi: gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng. Ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Có một hôm cách đây mấy ngày thì có một thầy chở Pháp Hòa đi công việc. Thì thường thường đi đâu thì các thầy trò đi chung á, trên xe thì có một việc gì thì Pháp Hòa hay lấy câu chuyện đó ra làm một cái bài học. Thì Pháp Hòa cũng nói với mấy thầy như vậy: bây giờ mấy con thoáng một cái là ở với thầy 20 năm, thì bây giờ các con phải thấy rằng ngày xưa một mình thầy 25 tuổi, lúc 25 tuổi nhận 10 chú tiểu mà đâu có ai phụ đâu, dạy học, nấu ăn, chở đi học, rước về, rồi coi bài học, đi họp teacher, parents, cái gì cũng một mình chỉ khi 25 tuổi. Thoáng một cái bây giờ các thầy đó 30 mấy tuổi hết rồi. Cuộc đời nó rất là nhanh. Tụi con đừng có quên, đừng có nghĩ thầy như hồi 25 tuổi nữa. Khi các con đã 30 tuổi, 30 mấy tuổi, nghĩa là thầy ở cái tuổi lên đó rồi, thì phải biết rằng sức khỏe của thầy, thời gian của thầy không còn, và đã đến lúc các con phải tiếp tục dấn thân làm những công việc mà thầy đang làm. Và trước khi mình làm cái việc đó, cái tâm của mình phải thấy được cái điều cần, phải thấy được cái lợi ích mình mới làm được. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ một người mà đi phụng sự chúng sanh mà không thấy lợi ích đó, không làm được. Một người mà người ta đi bố thí, người ta dấn thân, người ta bố thí mà người ta không thấy lợi ích đó, là người ta sẽ không có làm bền bỉ. Cho nên tất cả việc thiện á, trước khi mình làm là mình phải khởi cái tâm là mình thấu đáo được cái công việc của mình, và mình phải có cái lòng từ bi trong công việc của mình làm. Và khi mình thấy rõ rằng á, trong cuộc đời này tất cả mọi sự việc, cái gì rồi nó cũng đi qua một cách rất nhanh. Hồi sáng Pháp Hòa ngồi trong phòng, Pháp Hòa nghe Hòa Thượng nói ngài mất 20 năm mới có được một cái cơ sở Phật giáo như thế này. Và quý vị nhìn lại coi có phải là mình ngày nay mình có nhà, có cửa, có công ăn, sự nghiệp, con cái lớn, phải trải qua một quá trình nhiều năm. Rồi xong bây giờ mình nhìn lại con mình lớn, mình thì già, tiền bạc thì cũng có, mà rốt cuộc rồi trở về nó cũng nhiêu đó. Mình có rất nhiều nhưng mà xài cũng rất nhiều, rồi nó cũng lẫn quẩn nhiêu đó thôi. Cho nên nếu mình thấy cuộc đời này á, là một cái đại mộng, để chúng ta không có buồn khổ vì cái mộng này, mà chúng ta phải đi cho trọn vẹn cái đời mộng này một cách tích cực. Cho nên cái lời của Hòa Thượng, người đời người ta chỉ tỉnh mộng rồi là thôi. Nhưng Pháp Hòa ví dụ vậy nè: hôm nào quý vị nằm chiêm bao thì quý vị có một cái giấc mộng, xong giật mình cái mình suy nghĩ, ủa hồi nãy cái giấc mộng đó là sao. Mình hay suy nghĩ là cái giấc mộng hồi đêm hôm mình thấy là nghĩa, không biết nó có ý chỉ gì không, nó có nghĩa gì không, thí dụ vậy đó. Cho nên một bất cứ một cái gì trải qua trong cuộc đời mình, dù là mới ngày hôm qua, nhưng đừng để nó trôi qua một cách oan uổng, mà chúng ta có thể tư duy quán chiếu để tìm được những bài học gì mà ngày hôm qua mình mới
mình sẽ rút tỉa được những được từ một câu chuyện mộng. Để chi? Để một câu chuyện mộng này nó không trở thành thật sự của cái mộng, chỉ là tan mộng thôi. Nhưng mà người có tu tập, có tư duy, có quán chiếu thì mộng này đã cho mình được một bài học gì. Vậy thì cái bài học này nó vẫn có giá trị. Cuộc đời này là tạm bợ, nhưng mà trong cõi đời tạm này mình học được cái gì? Mình đã làm được cái gì trong cái cuộc đời mộng mỹ này? Thì như vậy á, là cái người tu mình đó, mình biết sống. Cho nên Đức Phật dạy á, người biết sống một mình, dù ở một cái chỗ đông đảo, nhưng người đó không để quá khứ tương lai không để quá khứ làm khổ họ, không để tương lai làm họ lo rầu, mà cũng không để cái hiện tại họ dính mắc. Vì tất cả dù quá khứ, hiện tại, vị lai đều không thật. Quá khứ thì qua rồi, phải không? Vị lai thì chưa tới. Hiện tại thì sao? Tích tắc nó thành quá khứ. Tích tắc là thành quá khứ. Ví dụ Pháp Hòa nói trời ơi thì trời ơi thành quá khứ rồi. Nắm trời ơi là không được. Mới nãy chứ đâu, hồi nãy là cái gì? Mới hồi nãy nó cũng đã qua rồi, thấy không? Mới tức thì nè. Tức thì là tức cái gì? Ở đâu? Chỉ cũng được. Thành tức tắc là nó đã đi qua quá khứ. Như vậy thì cái mà mình người đời mà người ta cứ để cho nó trôi qua. Nhưng mà người tu thì không khác. Người tu thì khác. Chúng ta không bám víu quá khứ, không lo nghĩ tương lai, không đắm chìm trong hiện tại. Vì sao? Vì chúng ta biết tư duy. Tư duy quá khứ đã dạy cho mình gì? Vị lai mình lo, nhưng mà rốt cuộc đâu có để cho vị lai nó lôi kéo. Hiện tại là mình sống hết lòng, nhưng không để hết lòng là bây giờ tôi đang như vậy, thì cũng đừng nghĩ rằng tôi sẽ mãi như bây giờ. Không có. Giống như quý vị ăn non, bữa nay ăn quá ngon, ăn ngon quá chừng, nhưng mà ngày mai có thể cái ngon đó nó không giống vậy nữa. Có thể cùng là một món đó nhưng mà người khác nấu thì cái vị nó đã khác rồi, cái hương nó đã khác rồi. Thành thử ra dù là một món đó, nhưng mà chắc chắn rằng trong cuộc đời này á, mình ăn là không có giống gì, là không có giống nhau. Vì vậy các nhà hàng ta mới mở ta bán được chứ. Quý vị thấy ở trong một thành phố mà một chục quán phở, mà quán phở nào bán cũng được là tại sao? Cũng món phở mà mỗi người nấu mỗi hương mỗi vị, và chúng ta đều thưởng thức được hết. Cho nên thấy được, biết được tất cả là mộng, nhưng không để cái mộng này nó làm gì. Nó chỉ làm cho mình tan mộng, vỡ mộng, rồi mình lướt mộng, mình dạo mộng mà không nghi được một cái gì của cuộc đời mộng này. Cho lời Hòa Thượng rất hay, ghi lời mộng, để rồi chúng ta nhắn với khách mộng: tất cả đều là mộng nha, anh cũng mộng, tôi cũng mộng. Và vì vậy mà có một vị mới làm bài thơ đó: biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chân. Biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chân. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc thế rồi bể khổ thôi. Anh có ngược gió, anh có xuôi gió, đừng quên tôi với anh cũng đang ở trong một cái biển. Bất quá là anh hơn tôi, anh thuận, phải không? Tôi nghịch. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào nó cũng vậy đâu. Có lúc gió nó thổi chiều này thì ngược lại bây giờ tôi thuận, anh nghịch. Có phải không? Mình ở một cái cảnh sung túc như thế này, nhưng nó cũng có những cái bất lợi của nó. Vì nó sung túc quá, đôi khi con người mình quên tư duy, quán chiếu và nhìn lại những cái thương tâm khác. Còn cái người mà ở cảnh khổ, cho nên ta biết gì? Ta biết vườn. Quý vị nhìn đó, thường thường đó, có những trường hợp là có những người con nhà giàu nhưng mà không đến nơi đến chốn, ta ỷ lại cái có tiền. Nhưng ngược lại có những em nó nghèo thì nó lại biết phấn chí, phấn đấu, nó lo nó học.
Pháp Hòa nhiều khi mình suy nghĩ có lẽ là cái duyên của mình. Mình ra nước ngoài mình sống mấy mươi năm, rồi mình không có được cái duyên như là các bạn của mình được đi học. Ở Việt Nam á, học hết lớp 2 tiếng Việt, Pháp Hòa trình độ tiếng Việt ở Việt Nam là hết lớp 2 thôi. Rồi từ đó là ngưng, không được đi học tiếp tục ở một cái trường Việt ngữ nữa, một cái trường mà tiếng Việt nữa. Rồi ra ngoài này nó lỡ dở cái tuổi tác á, lúc mình đi vô lớp là trễ rồi, chứ phải chạy theo cho mình nhảy lớp. Nhảy lớp là phải ráng học để có được cái bằng high school. Rồi đó, rồi lúc đó là đã đi tu. Rồi mình trong một ngôi chùa chỉ có thầy mình với mình thôi, mình không có huynh đệ cùng tu. Rồi mình thấy thầy mình cực quá, một mình thầy tội, cho mình hy sinh không đi học, ở nhà phụ thầy, không huynh đệ, không trường lớp. Nhưng mình có thể vì cái cảnh đó cho nên một mình phải làm hết tất cả mọi việc trong chùa, từ sáng tới tối, từ bếp cho tới chánh điện, mỗi việc cũng một mình. Hồi đó quý vị biết ơi, rửa chén, làm việc bếp, lễ là đứng lên trên làm MC, bất cứ cái chỗ nào mình cũng có mặt. Nhưng mà có thể như vậy rồi mới nung ung rút cái tinh thần, cái ý chí tu tập của mình. Có nhiều khi mình sung túc quá cũng chưa chắc là mình có thể mình thành tựu được cái gì. Cho nên tất cả mọi cái cảnh, cái quan trọng là chúng ta nhận được cái cảnh đó và bằng lòng sống với cảnh đó, để chúng ta không để cái cảnh đó làm khổ mình, mà ngay cảnh đó chúng ta có thể học được gì. Vui cũng là mộng, buồn cũng là mộng, khổ cũng mộng, sung sướng cũng mộng. Nhưng mà cái quan trọng là anh học được gì trong cái cõi mộng của anh, dù vui hay buồn, dù khổ hay sướng. Cho nên ví dụ một người mà được sung sướng cuộc đời, gia đình hạnh phúc, đừng có nằm, đừng có ngủ trong mộng, mà phải biết rằng đây là cái phước của mình. Vậy thì mình phải ráng tu tập, biết trân quý cái phước và biết san sẻ cái phước, để mai mốt lỡ cái phước này nó hết, chúng ta không đến nỗi quá khổ đau. Quý vị nhớ là vui cũng mộng nha. Đó, bây giờ vợ chồng hạnh phúc, con cái ấm em cũng là mộng. Rồi cái người kia bị đau khổ trong chuyện gia đình, tất cả đều là mộng. Người nào mà khổ đau thì nhớ mình thiếu phước, cho nên ráng tu tập tạo phước. Và nhất là không ganh tị với những ai có phước. Vì một trong những cái tâm khổ đau mà nghèo nàn là vì chúng ta ganh tị. Chúng ta tham là đành rồi, nhưng bên cạnh cái tham nó có một cái xấu nữa, đó là tật đố. Tật đố là gì? Là ganh tị. Mình đã nghèo cái của vật chất, nghèo cái hạnh phúc rồi mà còn ganh tị với người khác nữa thì cái này mình nghèo hẳn. Nghèo cả hai mặt, vật chất cũng như tinh thần. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc mấy thầy và chính bản thân, khi mình được một cái gì tốt thì đừng có tự mãn, mà phải biết rằng đó là một cái duyên phước của mình. Và phải biết chia sẻ, phải biết lân mẫn với những người kém hơn, để mình duy trì cái phước này. Cho nên ông Mạnh Thường Quân á, khi ông có của đó, ông không có tận hưởng một mình, mà ông biết chia sẻ với người khác. Vì vậy mà sau này ông có đi vào cái gặp cái thời loạn lạc, ông chạy giặt, ông không đói. Và mãi đến về sau này, chúng ta đều mượn danh của ông để ca ngợi những người có tấm lòng từ thiện, bác ái, rộng rãi, các vị Mạnh Thường Quân. Vì Mạnh Thường Quân là tên của một người, mà người đó đã sống biết chia sẻ với mọi người. Cho nên khi mà ông hết cái giàu có rồi là mỏng hết rồi,
Nhưng mà ông vẫn không hoàn toàn không khổ. Ông chưa đói bữa nào, bởi vì người dân vẫn nuôi ông được mỗi củ khoai, mỗi củ mì, mỗi cái gói mì mỗi ngày. Chúng ta cũng vậy thôi. Cho nên tất cả đều là trong cõi mộng. Nhưng mà cái người mà người ta không tư duy, không quán chiếu, thì người ta để sao mọi việc nó đi qua một cách oan uổng. Còn mình có tu tập, có chánh niệm, thì chúng ta biết trân quý dù đó là cái xấu hay cái tốt. Hễ mà tốt thì phải trân trọng, tạo phước, chia sẻ để tiếp tục duy trì. Và lỡ hết phước không lo, bất quá không sung mãn thôi chứ không đói. Còn nếu mình lỡ ở trong cảnh khổ, phải biết lân mẫn như người kém hơn, không khởi tâm ganh tị, biết bằng lòng với những cái khó khăn mình đang có. Và mình biết rằng một ngày nào nó hết cái này thì cuộc sống của mình nó khác hơn. Cho nên cái nhân, cái đó, đó cũng giống như cái người mà sống từ tối mà ra sáng vậy đó. Từ cái khổ nhưng mà họ biết phấn chí, cho nên một ngày nào đó từ cái khổ nó vượt khổ, từ tối ra sáng. Phật dạy bốn dạng người trong kinh. Còn ngược lại là mình sẽ trở thành một người từ sáng đi vào tối. Từ cái chỗ phước báo nhiều quá mà chúng ta không biết, thì chúng ta đi vào cái chỗ ăn chơi, sa đọa, thì hết phước, cũng giống như người từ sáng đi vào tối. Nhưng người nào ở trong cảnh khổ mà không biết vươn lên để cho làm cho cuộc đời mình khác hơn. Bây giờ mình cái cơ bản nhất là không ganh tị, làm được, tại vì cái đó không cần tiền mua. Thứ hai nữa là có cái gì mình chia sẻ trong cái tâm nguyện của mình, để gì? Từ, nếu không thì từ tối đi vào tối. Còn không thì phải từ tối đi ra sáng. Còn nếu đã khổ rồi mà không biết mà hành hạ mình nữa, sống dở nữa, thì này là từ tối đi vào tối. Còn người mà người ta có tuệ giác hơn là từ sáng đi ra sáng. Đó là bốn dạng người mà Đức Phật dạy trong kinh. Thì trong kinh Kim Cang nói tất cả pháp hữu vi như mộng, huyễn, huyễn là giả, bào là bọt, ảnh là bóng. Có phải không? Tất cả những hiện tượng trên thế gian này như một giấc chiêm bao, như một cái bóng, như một cái bọt, như mộng, huyễn, bào, ảnh. Bào là bọt, ảnh là cái bóng đi qua. Rồi gì nữa? Như lộ, như xương, như điện chớp, một cái xẹt. Đó, Đức Phật đưa ra sáu cái như trong kinh Kim Cang, gọi là các tổ gọi cái này là lục như. Lục như là sáu cái như ở trong kinh Kim Cang, để nói lên cuộc đời này hay là tất cả các mọi hiện tượng trên cuộc đời này nó không ngoài sáu cái như. Như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điển. Điển là một cái xẹt. Thì ngài Vạn Hạnh Thiền Sư, ngài cũng dạy vậy. Thân như điện ảnh, hữu hoàng vô. Thân người mình nó giống như là một cái bóng xẹt nó qua vậy đó. Có rồi không? Vạn mọc xuân vinh thu hữu khô. Như cây cỏ nó tươi tốt lúc mùa xuân mà nó sẽ héo khô lúc mùa thu. Nhìn cuộc đời này thịnh suy lòng không có sợ hãi, nhậm vận thịnh suy vô bố quý. Thấy cái sự vận hành của cuộc đời này vui, đẹp, xấu, vui, buồn, được, mất. Ở đây mấy chục năm mình có nhậm vận chưa? Có bao giờ mình nhắm mắt lại rồi mình quán chiếu lại cuộc đời mình từ lúc mình trẻ trung đẹp đẽ cho tới giờ? Quả thật là nhậm vận thịnh suy, vui buồn, được mất, thắng thua, đủ kiểu hết. Nhưng cuối cùng lòng mình vẫn ở đây, mình vẫn còn đây, nhậm vận thịnh suy vô bố quý. Tại sao? Vì thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Cái thịnh cái suy nó giống như ngọn cái giọt sương ở trên đầu ngọn cỏ. Thấy như vậy không để chán chường, mà để lập chí vững chắc như kim cương, để mình đi đến cái mục tiêu của mình muốn.
và không có chùn bước giữa đường. Cho nên quý vị nguyện, nguyện cho con đi mãi không dừng lại nữa được, đến tuyệt đối vô biên, tâm đồng tâm như Phật. Mình không phải là người giỏi, nhưng chịu học là sẽ biết, phải không? Cái đó là cái Pháp Hòa thường nói đó. Pháp Hòa thường tự nói với mình, mình không phải là người giỏi, nhưng chịu khó học thì không đến nỗi dốt. Cái quan trọng là cứ cho mình dốt, không chịu học. Thành thử cái này là dở, cái này là mình dở. Cho nên Pháp Hòa hay nói, nếu một người ngoại đạo nào, tạm dùng cái chữ này, hay là tức là những người không cùng tín ngưỡng mình ha, một người không cùng tín ngưỡng với mình mà họ biết việc nhiều hơn mình á, thì đừng có khen họ giỏi, mà phải nói với mình sao? Tại mình dở. Trời đất ơi, Phật tử mà không biết Tam Bảo là gì. Phật Tam Bảo là gì? Ở nhà tôi chỉ có hột xoàn với lại vàng rồi đó. Mình đối với mình Tam Bảo là hột xoàn, vàng, tiền vậy đó. Trong khi đó người ta không phải Phật giáo mà ta biết Tam Bảo là gì. Một Phật tử mà không biết giới định tuệ là gì. Cho nên người ta biết thì không phải người ta giỏi, ta học ta biết. Nhưng mình dở là chuyện mình không biết. Cái gì mình tự trách mình á, nó là một pháp tu. Tự trách để làm gì? Để mình không phải bi lụy mà mình phải phấn đấu. Cho nên Pháp Hòa thường hay tự nói với mình, mình không biết nhiều, hay là thậm chí mình không biết, nhưng chịu học thì không đến nỗi dốt. Mà có quan có một cái khổ là thôi khỏi nói, tôi biết rồi. Cái gì mình cũng biết hết, nhưng mà rốt cuộc hết biết. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện. Người nào mà thường quán cái pháp đó, ưng tác như thị quán, phải thường xuyên quán như vậy. Quán như vậy để làm gì? Để có một trí tuệ cứng chắc như kim cương, là thấy các pháp chỉ là tạm. Mà thấy các pháp tạm cho nên đâu dính pháp nào. Mà vì không dính pháp nào cho nên thân tâm mới tự tại. Cho nên mình mới có một vị Bồ Tát tên là Quán Tự Tại Bồ Tát. Tại sao Quán Bồ Tát này được tự tại? Vì hành thâm bát nhã, đi sâu vào cái trí tuệ bát nhã để thấy năm uẩn đều không, sắc thọ tưởng hành thức đều không. Chữ không này không phải là không có gì hết, mà không thật có. They are not real. Có thật có đó, nhưng không thật có. Cho nên gọi là tất cả các pháp đều không. Đây bông nó có mà tại sao không? Nhưng mà không thật có. Cái này trước kia là cái thánh đường, nay là nhà thờ. Ô nhà chùa. Thật là các pháp nó thay đổi mà. Hồi nãy cái khúc vải này nó nằm ngoài chợ kêu là khúc vải nâu. Bây giờ may thành cái áo kêu áo tràng. Tấm vải vàng đó hồi nãy xếp cất tủ, định lôi ra làm khăn trải bàn rồi đó. Vậy mà bây giờ đưa vô tay cái người thợ, họ cắt, họ may lại kêu lá y. Ngày hôm qua cái người đó chưa đi tu, gọi anh, gọi chú, gọi dượng, gọi gì đó. Bữa nay ông cạo đầu kêu thầy. Cho nên mình học cái lời Phật dạy đó. Thí dụ như những gì nãy giờ qua nói là mình dựa theo kinh. Đức Phật nói muốn giữ được cái tâm kiên cường, là độ sanh không, cái làm việc của mình không hề nhàm chán, của một vị dấn thân đó. Chữ Bồ Tát đây là một người sống biết, sống cho mình, cho mọi người, gọi là dấn thân. Thì trong đó phải có lòng thương đó, như người mẹ thương con, làm tất cả mọi việc cho con. Pháp Hòa đi giảng nhiều lắm, mà quý vị biết Pháp Hòa gặp nhiều cha mẹ mà có con bệnh đó. Có những người con họ bệnh mà cha mẹ hy sinh, thấy thương lắm. Thậm chí có những người đi xa, thật là xa, 2-3 chuyến bay để qua tận Canada, để mà đem con mình về chùa, nhờ cái năng lượng
của đại chúng năng lượng từ bi của Phật để mà giúp cho con mình được chút nào hay chút đó. Bà làm tất cả. Quý vị biết Pháp Hòa có thấy nhiều người con mà nó bệnh đó, mà nó hơi violent một chút đó. Nó nắm đầu mẹ nó, mà mỗi lần như vậy là mẹ nó đưa cái đầu xuống chiều theo cái hướng kéo của nó, rồi nó muốn ngắt, muốn nhéo, muốn vào, muốn xé. Ba ngồi chân mình cho nó làm, thấy tội. Tại vì sao mình biết? Tại các vị đó biết con mình nó bệnh, mà mình tùy thuận nó như vậy để cho nó một phần nào nó giảm đi cái sự bực tức của nó. Ngày hôm qua có một vị dẫn đứa con lên, mà Pháp Hòa biết em này từ hồi nó nhỏ, năm nay nó ba mấy tuổi rồi. Rồi gần đây nó có những cái đau nhức trong người mà nó nói không được. Mẹ nói bằng cái sự đứt ruột, nó đau mà nó không nói được cái đau của nó, mà con thấy nó ôm đầu chịu không nổi. Thì mình làm sao mình, Phật Bồ Tát thương chúng sanh cũng giống như một người mẹ, người cha mà thương con vậy. Tinh tấn không biết mỏi mệt, thấy cuộc đời là mộng huyễn, thấy không phải để chán chường, mà thấy để chúng ta làm được tất cả những gì mà có thể chúng ta làm được. Cũng giống như mình nuôi một cái người tu vậy, mình đâu biết người này tu tới đâu, nhưng mà thôi, vị này còn tu, mình còn trợ duyên. Biết đâu chừng với cái sự trợ duyên hết lòng của mình, người kia có cái nghiệp lực của họ có xa đi nữa, nhưng mà nhờ cái sự huân tu nó cũng cứu vãn. Cái cuối cùng là gì? Đạt được trí tuệ bình đẳng của Phật. Trí tuệ bình đẳng là sao? Là trí tuệ thấy tất cả các pháp. Bình đẳng là nếu mà nói về cái tình thương thì không có phân biệt. Còn trí tuệ mà bình đẳng nữa là gì? Tất cả các pháp nó không ngoài cái mộng huyễn đó. Và nếu nói rộng hơn nữa là pháp nào cũng là pháp cho mình tiến tu. Khổ á, nhiều khi cũng là pháp cho mình tu đó. Ngày hôm qua Pháp Hòa có gặp một em thanh niên đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Năm nay mới có hai mấy tuổi. Pháp Hòa nói thôi con cứ ghi tên này, quý thầy cầu nguyện cho. Dạ, con bạch quý thầy con không dám. Con nghĩ con còn trẻ, đáng lý con phải làm cái gì cho quý thầy, chứ còn giờ con còn bắt quý thầy vì con mà lao nhọc cầu nguyện cho con nữa. Xong cái nó mới nói một câu: cái hồi mà con vui, con thành công trong cuộc sống, con đâu nhớ Phật, con đâu biết thầy đâu. Mà giờ tới hồi con khổ rồi, Phật nào con cũng réo, thầy nào con cũng tới. Rồi nó nói được một câu nữa. Nó nói thầy biết không, mà nhờ vậy đó con mới biết tu. Mà nhờ vậy đó cả gia đình con mới biết Phật. Vì thương con mà cả nhà xúm cầu nguyện cho con. Từ đó cha mẹ ông bà con biết Phật Pháp, biết ăn chay, biết cúng dường, biết bố thí, biết tụng kinh. Cho nên bây giờ nếu mà cái cảnh này mà con không giải được, con có khổ cùng đi nữa thì con cũng cảm ơn nó, tại vì nhờ nó mà cả nhà con tu hết. Như vậy thì cái em này nó có được cái trí tuệ bình đẳng, là trong cái khổ nó tìm ra được cái con đường. Còn thủy chung thì rắc rối, khổ đau, hoạn nạn trong cuộc đời này ai cũng có. Nhưng mà nếu như cái em này nó không biết tu thì sao? Nó sẽ than trời quán đất, thậm chí nó sống dở hơn. Và thậm nhất là những người mà làm lành mà không được lành, người ta sẽ chán bỏ cuộc đời này. Tôi không bao giờ làm lành nữa, tôi không bố thí cúng dường gì nữa, tại vì tôi làm quá trời việc thiện mà tôi thấy có việc thiện nào đến với tôi đâu. Nếu mà người nào không thấu đáo được cái nhân quả ba đời thì dễ thối chí bỏ cuộc, nhất là những vị đang làm lành mà gặp nạn. Những người mà người ta sống tốt mà người ta luôn luôn gặp khó khăn dễ đó. Còn cái người nào mà có tư duy, có quán chiếu, có thấu đáo á, thì người ta biết nhân quả tội phước.
Có những loại cây á, mình trồng á, mấy tháng sau có ăn thôi. Ví dụ như cây cà, rau xà lách, cây ớt, cái này gọi là hiện báo, nó có liền. Nhưng mà có những loại á, phải đợi thời gian sau. Thí dụ như là mình trồng bất cứ loại cây gì mà năm sau là có trái ăn, thì cái đó gọi là hậu báo. Nhưng mà có những loại nó phải nhiều năm hơn, như cây cam, cây bưởi, nó gọi là sinh báo. Nhân quả nó ba đời. Mình nhìn vô các loại cây, đâu phải cây nào trồng cũng có ăn liền. Thì cũng đừng nghĩ rằng mình làm việc thiện mà thiện liền. Có những cái đó nó chưa đủ cái thời gian nó trổ. Mình học Phật á, quý vị thấy quý vị như không nhớ gì nha. Nhưng mà thỉnh thoảng á, chuyện khổ đau gì nó đến mà quý vị cảm hóa nó được. Tôi nhớ bữa đó thầy nó giảng câu đó đó. Lúc bình thường hỏi mình không nhớ. Vậy mà đụng chuyện cái tự nhiên cái lời giảng vị thầy đó nó ứng dụng trong mình, cái mình nói nhờ thầy đó mà tôi vượt qua được cái này là thôi biết rồi đó, vô rồi đó. Phật pháp thấm nhập, nhưng mà tại mình chưa hay biết. Cho quý vị cứ tưới tẩm đi. Cho nên ai mà nghe pháp mà ngủ nửa đêm, Pháp Hòa cũng mừng lắm. Hồi nãy đi đâu cũng gặp mấy Phật tử, con cảm ơn thầy, thầy ru con ngủ. Nhưng không có buồn cái chuyện đó. Ít nhất mình cũng làm cho người ta được một giấc ngủ ngon. Vậy cái rỉ rả của mình cũng có phước rồi đó. Và quý vị biết không, thí dụ nha, mình ngủ trong khi mình ngủ là cái ý thức của con mắt, của lỗ tai, của mũi, của miệng, của thân mình nó ngủ. Trong khi đó là năm cái thức của năm cái căn đó nó ngủ rồi, nhưng có cái ý thức nó làm việc. Trời ơi, nhiều khi mình trở mình vì cái một cái lời đó nó tỉnh mình, giật mình. Cho nên Pháp Hòa đồng cảm với quý vị. Tối Pháp Hòa ngủ, Hòa hay mở băng giảng Hòa nghe lắm. Nghe quý hòa thượng giảng cái tự nhiên mình ngủ mê rồi, cái lúc mình trở mình, cái tự nhiên những cái lời nó rót vô trong tâm mình, bừng sáng ra. Và những lúc Pháp Hòa bừng sáng nửa đêm vậy là Pháp Hòa ngồi dậy liền. Ngồi dậy để mình định thần mình lại, để mình ôn lại những cái gì mà nãy mình nắm bắt được. Và nhiều khi Pháp Hòa nghĩ còn xa hơn, biết không, lỡ mình có tắt thở mình chết đó, ít ra cũng có giáo pháp đi theo mình. Còn mà mình cứ nghe ba cái nhạc á, một người đi với một người, lỡ tắt thở chết rồi. Ủa vậy còn mình đi với nụ cười hắc hiu à. Cho nên nghe pháp, nằm niệm, mình niệm Phật á, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, bất cứ lúc nào, nhưng cái thời khóa mình hành trì là vẫn hành trì. Nhưng đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm Phật. Ngủ mình vẫn niệm Phật. Như vậy thì khi mình nằm mình niệm Phật không có tội. Mình nằm mình niệm Phật là niệm cái tỉnh thức giác ngộ, còn hơn là mình nằm đó mình niệm quá khứ khổ đau. Mình nằm mình niệm một cái người đó làm khổ mình, rồi mình kiếm ngắn bấm tay lại mình nói, rồi mình nghiến răng, rồi mắt mình trâu lại. Trời ơi, tự nhiên nghĩ tới cái người đó thôi, nguyên một trạng thái nằm khổ đau. Từ ánh mắt con người cho đến đủ. Còn mình niệm Phật mình thư giãn, đừng có sợ tội gì hết. 48 pháp niệm Phật. Quý vị đọc cái quyển 48 pháp niệm Phật, trong đó dạy mình đủ thứ các cách. Thậm chí đi vào trong nhà hộ sanh mình vẫn niệm Phật được. Nhưng mà mình phải biết cách niệm. Thí dụ như bình thường mình lâm râm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, đi vô trong washroom thì mình niệm trong này. Mắc gì vô chổng ngồi A-di-đà-phật. Người ta hỏi làm gì vậy, niệm Phật. Ở đâu cũng niệm Phật, nhưng mà mỗi chỗ cái cách nó khác. Có phải không? Xin phép Pháp Hòa ví dụ nha. Không bao giờ mình không mặc quần áo. Nhưng mà mình phải biết mình đi cái lễ gì để mình mặc một cái bộ đồ cho nó phù hợp, để người ta nhìn mình, ta biết mình có văn hóa.
ai mà mặc một cái áo bông đỏ rực đi vô đám tang không? Thế bữa nay đi đám tang mặc áo đen, một trắng hoặc cái màu gì nó tối nó sậm để biểu lộ là mình đi một cái tang lễ, không cần nói gì hết. Mình bước vô tang lễ, người ta chỉ cần nhìn cái cách ăn mặc của mình là người ta biết rằng mình có cái đẹp của ăn mặc không. Xin xưa văn hóa là gì? Văn hóa là cái đẹp. Cắm hoa có văn hóa, viết bài, trưng bài, đi đâu, ăn mặc đều có văn hóa hết. Mình ăn mặc cái gì mà người ta nhìn vô ta biết là mình có cái đẹp và biết cách làm đẹp, đúng cái văn hóa, cái chỗ đó. Đi đám cưới thì mình mặc như thế nào để ta biết rằng mình tôn trọng cái đám cưới của người ta? Ôi ở xứ này mà thoải mái đi, người ta mời mình đi đám cưới mà mình mặc cái quần đùi, mặc cái áo thun ba lỗ đi vô thì người ta cũng đâu có nói gì, nhưng mà ta nhìn mình người ta sẽ nói là mình không có tôn trọng người ta. Một cái lễ người ta trang trọng như vậy mà tại sao mình ăn mặc như vậy? Thì Phật tử mình cũng vậy, trên nguyên tắc mình mặc gì cũng ai nói gì hết đó. Nhưng mình phải có cái văn hóa khi mình đi chùa. Mình ăn mặc như thế nào để người ta biết rằng mình là một người biết đi chùa là gì? Vậy thôi chứ không có tội lỗi gì cả. Không có tội lỗi gì hết á, không có phải là mặc vậy rồi đỏ địa ngục gì hết á. Nhưng mà mình đi tới đâu, người ta nhìn cách ăn mặc mình, người ta hiểu mình, biết văn hóa cái đó. Tại sao trong cuộc sống hàng ngày mình đi tiệc gì mình ăn mặc nó đẹp? Thì bây giờ mình đi chùa cũng vậy thôi. Phải mặc như thế nào để nó thể hiện lên cái tinh thần văn hóa của một Phật tử chứ? Nói như vậy rồi Pháp Hòa trở lại chuyện tu. Trên nguyên tắc tu hành ở đâu cũng niệm Phật, ở đâu cũng chánh niệm, nhưng mình phải biết chỗ nào mình thể hiện điều đó. Đi vô trong bệnh viện niệm Phật cho một người sắp mất, giây phút đó chỉ cần niệm tĩnh lặng mà không chuông không mõ, không khánh không kèn gì hết. Trời ơi, bưng nào là khánh nè, chuông nè, mỏ nè, vô lắc. Hỏi làm gì vậy? Hối đi cho gấp. Vì vậy kêu hấp hối. Hấp hối là gì? Là hối đi gấp. Đi vô trong bệnh viện của người ta niệm Phật cho một người sắp mất. Cái người sắp mất người ta đang ở trong tinh thần hoảng sợ, gia đình người ta rối loạn khổ đau, người thân sắp mất, chính đương sự sắp mất người ta đang hoảng hốt, tiền lộ mang mang, vị trí hà vãng, đường trước mịt mờ không biết đi đâu. Mình là mang danh nghĩa của người hộ niệm là dẫn dắt cho người ta, thì mình niệm như thế nào mà những người xung quanh nằm trong cái bệnh viện đó người ta thấy mình có văn hóa đi vào cái chỗ, ồ cái chỗ bệnh viện, chỗ đó đâu phải chùa đâu mà mình đem chuông mỏ vô đó mình lắc. Mà cái chuông mỏ đó lắc đó, nó hồi hộp nó đi còn lẹ nữa. Mình niệm thật là chậm rãi, thật là nhẹ nhàng. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Rồi nếu mình nói kê tai vô người mất, đạo hữu đừng có sợ hãi gì hết nha, bình tâm niệm Phật, hướng tâm. Giờ phút này là giờ phút mình buông bỏ tất cả các sự giả tạm của cuộc đời. Đạo hữu đừng quên Phật trên đỉnh đầu của đạo hữu nè. Để tay lên đỉnh đầu người đó, nhẹ nhàng vô cùng. Mình làm sao mà những người ta nằm xung quanh đó ta cảm được năng lượng. Pháp Hòa đi thăm bệnh đó, vô Pháp Hòa chắp tay, Pháp Hòa tụng kinh râm râm. Mà mấy cái người bệnh kế bên đó, họ hỏi chứ Master của Yuyo tụng cái gì mà tôi nghe tôi thấy peaceful quá. Mình làm sao mà Phật giáo mà đi tới đâu là y tá bác sĩ nó nhăn mặt hết. Nó nói noisy group coming. Đây này, không biết, mình không biết được cái văn hóa của đạo Phật.
mình không biết được cái pháp tu của đạo Phật. Mình niệm Phật, nhưng mà mình phải biết rằng ở đâu để mình niệm. Đi vô trong nhà vệ sinh vẫn niệm Phật, nhưng không ồn ào nữa, niệm trong tâm. Còn ở chánh điện mình niệm. Rồi thí dụ như ban đêm niệm vừa vừa thôi, ban ngày đông người mình mới cần cao thanh trì danh. Niệm Phật cho lớn ta theo, gọi là cao thanh trì danh. Bây giờ mọi người ngủ hết, con mình tu hả, thì mặc niệm trì danh, niệm lâm râm thôi. Rồi người ta ngủ không được, người ta nằm đó mình ngủ không được, mình niệm trong lòng ai vậy là Phật, bấm cái cục ai vậy là Phật, bấm. Bà không ngủ đi bà, đừng có nói tội chết tôi đang niệm Phật. Rồi bắt đầu đem chữ tội ra gắn cho người ta, để mà mình ngồi mình lụp cục cái hột chuỗi đó. Đạo Phật đâu phải vậy. Đạo Phật không phải lấy cái chữ tội tổn phước rồi đụng ai cũng gắn vô cho người ta. Rốt cuộc á, trở thành một tôn giáo hù dọa. Chuyện gì cũng tổn phước, chuyện gì cũng mắc tội. Người ta không biết mà tội gì. Rồi mình làm cục cục ta ngủ không được đó, mình không tội à. Sáng cái người ta ngủ được, cái ta ngồi nghe pháp ta ngủ gục, cái bà này nghiệp chướng nặng nề. Nghe pháp mà bà ngủ. Bà kia bà nói tại ai. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Chứ văn hóa là gì? Văn hóa là cái đẹp. Nhưng mình phải thể hiện cái đẹp ở nơi nào, đúng lúc, đúng mức, nó vẫn thể hiện được văn hóa của mình. Cho nên đại chúng để ý đó. Có những nơi mình không cần phải phô trương. Cách đây mấy tháng ở cái tỉnh Phú Hòa ở là cháy rừng. Mặc dù trong cái tỉnh cách xa, nhưng mà vì thời tiết nó quá khô nóng, cho nên tất cả nghĩa trang chính phủ ra lệnh là không được thắp hương, không được đốt đèn. Ra nghĩa trang là chỉ làm lễ an táng thôi. Và thường là mình ra lại là mình nắm một bó nhang vậy nè, rồi mình phát mỗi người một cây, rồi đi làm quen với hàng xóm. Tới mộ nào cũng cấm hỏi làm gì để làm quen báo tin có người mới tới. Nhưng mà nếu mà mình không biết lúc đó người ta ấy, mình vẫn miễn cưỡng mình làm đó, phải không? Hàng xóm sẽ cầm lên cháy rừng. Hỏi ra tại sao? Tại Phật giáo thắp nhang, phải không? Mà nó khổ một cái gì ở trên cuộc đời này mà có nhang có đèn là đổ thừa cho đạo Phật á. Người ta ra ngoài người ta cúng tâm tai, cúng cái gì không biết, cũng nói đó Phật giáo đó. Cái gì mà có chuông có mỏ, có nhang có đèn là đổ thừa cho Phật giáo hết. Là tại vì những Phật tử thuần thành của mình không biết ứng dụng cái pháp của mình cho nó đúng, để nó tràn lan rồi người ta sử dụng một cách không có nghệ thuật như vậy. Cho mình phải có cái trí tuệ bình đẳng, là tất cả đều sử dụng hết, nhưng ở đâu, nơi nào. Mình ăn chay phải không? Ở nhà mình muốn bày gì đó mình bày. Nhưng mà đi vào trong một cái chỗ công cộng, người ta đang ăn bình thường, mình cứ bình thường đi. Chị xích ra chị, coi chừng nước mắm nó văng qua đây. Bình thường uống cả chén vậy đó. Bây giờ ăn chay là sợ một giọt nước mắm của người ta văng qua. Cái tự nhiên ta thấy thôi, xa ra nghe không? Cái tội chết à. Tại mình làm cho người ta có một cái dị ứng với mình như vậy. Thành thử ra mình không biết cách ứng dụng. Rồi tu chập vậy cái người ta bắt đầu người ta isolate mình á, ta xa mình cái mình nhàm chán, mình mệt mỏi. Cho nên bốn điều Phật dạy ha: thương xót chúng sanh, tinh tấn không mệt mỏi, biết tất cả điều mộng, có trí tuệ bình đẳng. Bình đẳng ở đây cái nghĩa đầu là mình thương tất cả các mọi người giống nhau. Và ngược lại, có trí tuệ để ứng dụng tất cả mọi sự việc trong cuộc đời này một cách nhẹ nhàng, không hề có một cái gì gọi là khó khăn. Là do cái cách ứng dụng. Người có trí tuệ đó, họ sống nhẹ nhàng và không bao giờ họ xa đạo, nhưng mà họ biết cách ứng dụng. Mình tụng kinh ở đâu
cũng được hết, niệm Phật ở đâu cũng được. Biết cách là nhẹ nhàng vô cùng. Nhiều khi cũng cũng cái thời lượng đó đó mà tụng ha. Mình đi vào một cái chỗ đó thời gian hết rồi, không cần phải rườm rà, ngắn gọn mà vẫn mang được cái ý nghĩa. Cho quý vị thấy không, lễ Phật Đản, lễ Vu Lan đó, có bao giờ mà ta tụng dài dòng đó? Nguyện hương rồi, có nhiều nơi ta tụng bài Đại Bi rồi, sám, bài sám khánh đản xong. Gọn nữa là một bài sám, lễ khánh đản, bài sám khánh đản là chính, còn mấy kia phụ. Lễ Vu Lan, bài sám Vu Lan. Tại vì sao? Dành thời gian để cho các thầy giảng ý nghĩa cái ngày lễ đó. Phật tử nắm được then chốt lễ Vu Lan, lễ Phật Đản, tất cả các lễ là chính, nghe pháp là chính, nghi lễ là phụ. Nghi lễ làm cho nó có một chút xíu hình thức, nhưng quan trọng là dành thời gian nhiều cho các sự giảng dạy. Mà sự hiểu biết của mình nó sẽ làm cho mình có một cuộc đời sống an lạc của một Phật tử.